Bạn đang tìm kiếm một phương pháp hiệu quả, an toàn trong điều trị nám, tàn nhang và bất sắc tố? Reply SE, công nghệ laser không xâm lấn thế hệ mới nhất 2016, chính là lựa chọn tối ưu dành cho bạn. Vậy công nghệ Reply SE liệu có thực sự mang lại hiệu quả trị nám, tàn nhang như mong đợi? Hãy cùng theo chân Phương Linh đến với Thẩm mỹ quốc tế Bali 601 Kim Mã Hà Nội để cùng trải nghiệm và khám phá hiệu quả của liệu pháp làm đẹp da mới nhất 2016 này mang lại là gì nhé! Thời tiết ở Việt Nam rất khắc nghiệt nên hầu hết phụ nữ đều bị nám và tàn nhang. Và bản thân Linh cũng không ngoại lệ. Thời gian gần đây sau khi soi gương thì Linh thấy trên mặt mình đã xuất hiện các đốm nâu. Linh đã tìm mọi cách để khắc phục, ví dụ như dùng kem che khuyết điểm, kem chống nắng nhưng mà vẫn chưa thấy có hiệu quả. Chính vì thế nên ngày hôm nay Linh đã quyết định đến Thẩm mỹ quốc tế Bali để sử dụng công nghệ trị nám Reply. Sau khi được thăm khám tỉ mỉ và tìm ra hướng điều trị phù hợp nhất, Phương Linh được chuyên viên lựa chọn các bước sóng phù hợp để loại bỏ chính xác, triệt để các sắc tố nám, tàn nhang mà không làm tổn thương đến các vùng da xung quanh. Công nghệ Reply SE là thế hệ laser màu mới nhất, vượt qua kiểm định khắt khe của FDA, được đánh giá là công nghệ hiện đại bậc nhất của Mỹ. Các vết nám, tàn nhang được làm mờ tới 95% chỉ sau một lần điều trị. Đặc biệt, chùm tia laser chỉ tác động đến những tế bào bị rối loạn sắc tố bằng những bước sóng cố định mà không làm phá hủy tế bào. Do đó, không có hiện tượng thâm da sau khi điều trị, hoàn toàn không gây tổn thương và không để lại sẹo. Công nghệ Reply SE đem lại hiệu quả làm đẹp nhanh chóng, phù hợp trong điều trị sắc tố da và nội khoa, không xâm lấn và không cần thời gian nghỉ dưỡng sau khi điều trị. Sau khi sử dụng công nghệ trị nám Reply tại Thẩm mỹ quốc tế Bali thì Linh đã cảm thấy hiệu quả vô cùng bất ngờ. Chỉ trong lần điều trị đầu tiên, trong vòng khoảng 10 phút thôi thì các vết nám ở trên mặt Linh đã mờ hẳn đi. Hy vọng rằng trong những lần điều trị sắp tới, các vết nám và tàn nhang của Linh sẽ biến mất hoàn toàn. Linh xin cảm ơn Thẩm mỹ quốc tế Bali rất nhiều. Thực tế cho thấy 100% ý kiến phản hồi của khách hàng đều thể hiện sự hài lòng sau khi áp dụng công nghệ này tại Thẩm mỹ quốc tế Bali. Chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của họ nhé. Sau một liệu trình điều trị tàn nhang bằng công nghệ Reply tại Thẩm mỹ quốc tế Bali thì mình cảm thấy rất là hài lòng với làn da của mình bây giờ. Làn da đã sáng và mịn màng rất nhiều, cũng như là tàn nhang thì đã không còn nữa. Và mình nghĩ rằng đây cũng là một tin rất là vui dành cho các chị em mà đang quan tâm đến điều trị nám và tàn nhang. Giờ đây, nám và tàn nhang đã không còn là kẻ thù của nhan sắc phái đẹp nữa. Thẩm mỹ quốc tế Bali cam kết mang lại cho chị em phụ nữ một làn da trắng sáng, mịn màng, tươi trẻ, sạch mọi vết nám và tàn nhang. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất. Thẩm mỹ quốc tế Bali, địa chỉ 601 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 01686 463 463, 0945 368 989, 043 724 6690.